Rồi, chúng ta sẽ lại tiếp tục cái bài toán mà giải bằng cách gọi ẩn với ví dụ thứ ba để cho chúng ta có thể thành thạo hơn. Đề bài là tìm hai số biết tổng thì gấp 5 lần hiệu. Tổng thì gấp 5 lần hiệu và tổng thì lại bằng 1/6 lần tích. Thì đầu tiên chúng ta phải gọi hai số cần tìm. Gọi hai số cần tìm là x và y. Theo đề bài thì ta sẽ có cái gì? Tổng bằng 5 lần hiệu, tức là x cộng y bằng 5 nhân với x trừ y, được chưa nào? Rồi tổng lại bằng 1/6 lần tích thì là x cộng y bằng 1/6 tích của x nhân y. Đó, được chưa nào? Rồi, thế thì từ cái điều kiện đầu tiên đây này, chúng ta sẽ đánh dấu chấm đầu tiên, chúng ta biến đổi nhá. X cộng y mà bằng 5 nhân với x trừ y thì áp dụng tính chất phân phối, ta giữ nguyên cái bên trái, ta nhân 5 vào đây là 5 nhân x rồi lại trừ đi 5 nhân y. Đúng chưa nào? Nhá. Thế bây giờ thầy giảng thế này cho dễ hiểu này. Bên này có x tức là bao nhiêu? Tức là 1 nhân x. Thế mà bên này có 5 nhân x. Vậy khi mình rút gọn đi thì cái x bên này nó mất, thì bên này nó còn 4 nhân x. Được không nào? Còn y cứ tạm để đây, đây là trừ đi 5y. Rồi bây giờ mình coi cái dấu trừ này là một cái hiệu, thì cái này người ta gọi là số bị trừ, cái này là số trừ, còn cái này là hiệu. Vì chúng ta chưa học cái quy tắc là chuyển vế đổi dấu nên là thầy sẽ nói như thế này: đây là số bị trừ này, đây là số trừ và đây là hiệu. Thế thì số bị trừ thì sẽ phải bằng hiệu cộng với số trừ nhá. Số bị trừ, đây, số bị trừ thì bằng hiệu cộng với số trừ. Hiệu ở đây là y, số trừ ở đây là 5y. Thế y này là gì? Y này là y nhân 1. Thế y nhân 1 mà lại cộng với 5y, nói cách khác là 1y cộng với 5y thì chúng ta sẽ ra được là 6y. Đúng chưa? Rồi, thì chốt vào đây. Chúng ta có là 4 nhân x thì lại bằng 6 nhân y. Rồi. Thế rồi, đến chỗ này thì ta tính sao? Ta lại phải tính là x bằng gì nào? Nếu mình coi phép nhân này này, ở bên trái ấy, cái dấu chấm này là một cái tích. Đây là một cái tích. Thì đây là thừa số đã biết, đây là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Đúng chưa? Hoặc là thầy viết chia cho chúng ta dễ hiểu nhá. Đây, x là thừa số chưa biết thì ta lấy tích là 6 nhân y rồi chia cho thừa số đã biết là chia cho 4. Đấy. Thế rồi, ở đây x thì sẽ bằng 6 nhân y chia 4. Thế thì cũng có thể hiểu là x bằng 6/4 nhân với y. Cái này thì nó lên cái này thôi mà. Mình nhân thì mình nhân cái này vào tử mà. Nhá. Rồi, rút gọn đi. X sẽ bằng 3/2 nhân với y. Như vậy đến đây là mình đã hoàn thành cái việc là tính x theo y nhá. Chỗ này người ta gọi là tính x theo y. Sau khi mà tính x theo y xong rồi thì mình mới thay vào cái điều kiện thứ hai, thì gọi là điều kiện sao. Thì bây giờ mình mới ghi là thay vào sao. Thay vào sao ta có hai chấm. Đó là gì? Đó là x cộng y thì lại bằng 1/6 của x nhân y. Bây giờ mình thay x bằng 3/2 y cộng với lại y thì bằng 1/6 nhân 3/2 nhân với y rồi nhân với y. Cái chỗ này này nó là x, còn cái y ở ngoài này là thì chép xuống thôi, 1/6 thì giữ nguyên, x thì thay bằng cái này còn y thì giữ nguyên nhá. Được chưa nào? Thế đây là y nhân mấy? Đây là y nhân 1. Vậy thầy làm tiếp ra đây. Nhóm y ra ngoài. Y là thừa số chung mà. Nhóm ra ngoài thì bên trong còn là 3/2 cộng với 1 bằng bên này. Bọn con nhân hai phân số với nhau ấy, 1/6 mà nhân 3/2 thì rút gọn 3 đi là còn 1/4. Thế còn y nhân với y thì sao? Y nhân với y thì nó vẫn là y nhân với y thôi. Được không nào? Rồi đây là y nhân với quy đồng lên 5/2 thì lại bằng 1/4 nhân với y và nhân với y.
Thế khi mà hai cái này bằng nhau ấy thì thầy có thể chuyển sang để trừ cho nhau được không? Hai cái bằng nhau mà trừ cho nhau thì nó bằng 0. Tức là y nhân với 5/2 trừ đi 1/4 nhân với y là bằng gì? Bằng 0. Hai đại lượng bằng nhau thì trừ đi nhau là bằng 0. Ví dụ như là a mà bằng b thì tất nhiên là a trừ b nó phải bằng 0 rồi. Đấy, bằng 0. Thế đến đây ta mới lại nhìn thấy là nó có thừa số y là chung, thì ta đặt y ra ngoài, bên trong còn 5/2 trừ 1/4 y bằng 0. Thế đặt cái y này ra ngoài, cái y này ra ngoài thì nó còn 5/2. Khi đặt một cái y ra ngoài thì nó còn 1/4 y, thì mình cho vào trong ngoặc. Đây chỉ là tính chất phân phối một cách bình thường thôi. A nhân với b mà trừ a nhân với c thì bằng a nhân với b trừ c. Đó, đặt a ra ngoài thì còn b thì chép vào trong ngoặc, còn c thì chép vào trong ngoặc. Nói chung đặt thừa số chung ra ngoài rồi, còn cái gì thì chép vào trong ngoặc. Đến đây thì tích bằng 0. Tích bằng 0. Có khi thầy phải xóa chỗ này đi để viết cho nó đàng hoàng nhé. Nếu mà chúng ta muốn ghi chép cái đằng trước này thì ta tua lại thôi. À, cũng rất là đơn giản. Nó tiện hơn là chúng ta học trực tiếp với nhau trên lớp, thầy xóa là không còn gì để viết. Nhưng mà ở đây xóa đi rồi thì vẫn viết thoải mái. Tiếp tục này, thầy làm cái kia nhá. Y nhân với 5/2 trừ 1/4 y mà bằng 0 ấy, thì bọn con lại phải nhớ cho thầy là mình đã từng làm cái loại bài x trừ 1 nhân với x trừ 2 bằng 0 rồi đúng không? Thì nó ra trường hợp là x trừ 1 bằng 0 hoặc x trừ 2 bằng 0. Đoạn này là thầy đang nháp thôi nhá. Nháp để chúng ta nhớ lại. Tích mà bằng 0 ấy thì sẽ phải là thừa số này bằng 0 hoặc là thừa số này bằng 0. Ai quên thì lại tìm lại cái video mà tìm x dạng tích. Rồi. Thế đến đây là tích nó bằng 0 thì chúng ta mới suy ra một điều là y phải bằng 0. Đây này, cái y này này. Hoặc là cái trường hợp thứ hai là cái ngoặc này nó bằng 0, tức là 5/2 trừ 1/4 y nó bằng bằng 0. Đúng không? Thế y bằng 0 thì mình để đây rồi, đây là một kết quả rồi. Thế mình làm thế này đi. Mình đánh dấu cộng thứ nhất đi. Trường hợp y bằng 0, tức là mình làm riêng cái trường hợp này ra. Y bằng 0 thì đây bài của mình đây. Bài của mình là x nó bằng 3/2 y. Vậy ở đây x bằng 3/2 y là bằng 3/2 nhân 0 là bằng 0. Tức là vậy hai số cần tìm là 0 và 0. Trông nó buồn cười vậy nhưng mà nó đúng đấy. Tổng nó bằng 0, hiệu nó bằng 0, tích nó cũng bằng 0. Thế thì tổng nó cũng bằng 5 lần hiệu. Tại vì 0 thì nó cũng bằng 5 nhân 0 mà. Rồi là cái tổng nó bằng 1/6 lần tích. Thì bởi vì là 0 nó cũng bằng 1/6 lần 0 mà. À, đây là hai số cần tìm. Rồi trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà gì? Trường hợp mà 5/2 trừ 1/4 y bằng 0. Thì cái bài này nó đơn giản rồi đúng không? Thì 5/2 là số bị trừ sẽ bằng hiệu cộng với số trừ. Đấy, hiệu cộng với số trừ. Như vậy là 5/2 sẽ bằng 1/4 y. Và đây lại là một cái tích. Thì y là thừa số chưa biết sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết. Và tính ra là 5/2 nhân với nghịch đảo. Và kết quả ra là 10. Thế thì cái kết quả cần tìm của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ có hai cặp kết quả. Chúng ta sẽ có hai cặp kết quả nha. Vậy cả bài là vậy ta có hai cặp kết quả. Chúng ta có hai cặp kết quả. Cặp thứ nhất 0 và 0. Cặp thứ hai x là mấy? X. X đâu ta? Ủa, mình chưa tìm x à? À thầy thiếu sót, trên này mình tìm x mà dưới này mình chưa có tìm x. X thì bằng cái gì nhỉ? X thì bằng 3/2 y. À 3/2 y. Vậy là bằng 3/2 nhân với 10. Kết quả là bằng 10, 15. Thì đó là ta kết luận x là 15 và y là mấy đây? Y là 10. Vậy ta có hai cặp kết quả là 0 và 0, 15 và 10. Đây là hai số cần tìm. Đây là hai số cần tìm. Tổng thì bằng 5 lần hiệu và tổng thì bằng 1/6 lần tích. Nếu mà bọn con muốn
hiểu kỹ hơn mà có thời gian lan man để theo dõi cái video này ấy, thì thầy sẽ thử cho chúng ta xem nhá. Cái cặp 15 và 10 ấy thì ta tính cho thầy cái tổng nào? Tổng nó bằng bao nhiêu? Tổng nó bằng 25. Thế cái hiệu nào? Hiệu nó bằng bao nhiêu? Hiệu nó bằng 5. Thế thì có phải tổng là nó bằng 5 lần lần hiệu không? Tổng bằng 5 lần hiệu. Thế còn tích thì bằng bao nhiêu? Tích của hai số này là 150. Thế thì có phải tổng là 25 thì lại bằng 1/6 của tích không? Tích là 150. 150 chia 6 thì ra 25. Như vậy hai cái số này đúng là nó thỏa mãn đề bài. Được chưa nào? Nhá. Bài này thì nó cũng được coi là nâng cao so với lớp 6 rồi đấy. Nhưng mà thầy hy vọng là chúng ta có thể hiểu được cái bài trình bày vừa rồi của thầy.